Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ nghe vần cho anh em đọc bùa của bang nha anh em. Úp cấp cũng như là theo cái cấp server cho bùa của bang nha. Anh em xem video đừng quên ủng hộ cho một like chia sẻ em ơi. Ở video này Khải cũng chuẩn bị được 1000 event rồi. Bây giờ chỉ việc ăn thôi anh em ơi. Đây, mở anh em ơi. Rồi nè coi. Muốn cục may mắn cánh tràn hơn đi. Đó, mỗi lần anh event phải có may mắn cho nó hấp dẫn anh em. Đó. Đó. Rồi, cánh. Xem nó được gì nha anh em ơi. Nói chung là event này được 30 tỷ, 30 tỷ Khải nghĩ nhất nó cũng lên được 5 cấp anh em. Đồ đồ theo server cũng được 5 cấp ấy. Ôi. Anh cũng được nữa. Á đồ, lúc ôi bị lắc mạng anh em, vãi rồi. Rồi anh sao nó cũng lên lắc mạng. Gì đây? Hộp sơn hạ. À, được hộp một kỹ năng. Được. Mới bỏ ngoài 3 kim, đủ ăn 10 kim. Event này 10 kim nha anh em. Event này 10 kim như là tốn 50k điểm tốn kim. Như là nguyên liệu. Hồi sáng thì khẳng chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong mua nguyên liệu và lại điểm tốn kim thì anh hết event này tốn khoảng tầm gần 11 kim. Gần 11 kim không biết ăn được ra gì. Anh em cứ chờ đợi xem video nha. Đừng quên ủng hộ cho một like và chia sẻ nha anh em. Một like chia sẻ nha anh em ơi. Hồi nãy Khải có đưa cho Chí anh vài ạc búp của bang này. Không biết Chí ăn được gì chưa. Khải sẽ ăn được năm đọc. Rồi lên cấp. Bí tịch mặt tịch đâu. Bí tịch mặt tịch đâu. Bí tịch mặt tịch đâu. Mới có đây tiếp tục một cái ngẫu nhiên nữa này, một kỹ năng, hai kỹ năng này, ngon ngon, hai kỹ năng này. Ngon, đẹp đẹp đẹp. Lâm An. Như những cái mùa trước em cũng thấy rồi. Thì cứ Khải ăn được chính xong thì Khải sẽ bắt đầu anh thua cờ lon cho bang. Thì 3 kim một lần anh em. Còn cái lần này thì cứ dạy mà làm thôi. Thằng này chỉ mong ra cái sân hà 1 là mới ra mở hên xui anh em. Mở hên xui chúng phái nào thì bán phái đó thì nó sẽ lời. Còn như ra thiên bang này nọ coi như là vứt luôn. Những phái không ai chơi là coi như là sân hàm 1 cũng như bỏ không anh em. Tức là một lần ơi một phần quân độ. Còn gần 500 cái nữa nè. Còn gần 500 cái nữa mà nãy giờ chỉ mở. Chưa có cuốn mật tịch. Chưa có cuốn bí tịch mật tịch nè. Vãi chưa. Anh mày bắn các kiểu luôn á. Không bình thật tình hồng. Phúc cộng cho 15. Đã bảo rương sơn hà. Ngon là bảo rương bí kíp sơn hà nè. Bảo rương bí kíp đó nè. Hay gần 300 cái đủ. Chưa có biết tịch nào ta. Chưa có biết tịch nào ta. Biết tịch đâu. Trời ơi toàn lượng mày bot không vậy. Biết tịch đây nè em. 2-3 cũng biết tịch đây mày ra lời đấy nè. Trời ơi còn 250 cái thôi. Rồi được Khải mới phù giờ khu vực này Khải giao dịch bớt đồ về chính đã. Tí nó mở cái gần cái cuối cùng là không đủ rương á. Đủ bí tật đâu ta, không có cuốn bí tật đâu luôn. Vãi cái nồi.
Gần hết rồi. Chưa có biết thật nào luôn nè. 116. Ôi, lại một hộp mà kỹ năng nữa, ba hộp kỹ năng này. Độ 5 ô thôi. Anh em đợi khí khai dọn rương tí nha. Rồi, mở anh em ơi. Dọn rương xong rồi đi thành khác tiếp tục vài chục cái cuối cùng. Bí tịch mặt tịch đâu. Úi giời. Anh gần chứ, xong rồi, không biết có ra hay không này. Lỡ làm luôn cái dẫn hỏa đi anh chứ ơi. Cho đủ bộ. Làm luôn dẫn hỏa đủ bộ, mua cho anh lẹ. Mua một cái một công quá. Khui. Chưa, còn 700 ngàn nữa anh. Tự. Còn rồi. Thôi mình lên trên bay nha. Bắt đầu uống mày. Lên trên bay cho khỏe đi chị ơi. Khai bán lại cái dây chuyền của bay hả? Giờ chuyện ăn ban với nhẫn ban một nhẫn nè, có sẵn hết mà. Tiếng ngọc bộ đúng không? Đúng rồi. Tiếng ngọc bộ, tiếng ngọc bộ, tiếng nhẫn hỏa. Đang còn mua hai cái đó. Vừa có cái 30 mà đòi 2 triệu, 2 triệu rưỡi rồi không mua. Mất quá. Thì ăn ban chơi sàm sàm. Chua lét quá kìa. Chào chị không ăn ban. Chị ăn ban, ban khẳng lo đâu có em. Điền mà ăn ban. Em ăn đẹp đấy. Đi đâu rồi. Đi vừa rồi nè, nó bảo hành bài bố đại trước đậu xanh tường mít. Vãi liền. Ngon là đỡ. Mở đi, đừng ngon. Rồi, tiếp tục mở tiếp cái rương ơi. Đậu chơi kìa, uống đi anh em. Hộp quà cho xin mấy mấy. Một con ngựa nó đậu mát số toàn ngựa không người ta. Đừng hộp, một hộp. Rồi, để chốt vật phẩm cho anh em xem hiểu lời hay lỗ. Ôi, nó quấn trúng kìa. Trời dương 2, đậu xanh. Đứng ngoài đó thì đánh chúng. Bí kíp kỹ năng 120, độ cũng như nhau. Được cái cuồng bảo rương xong hài bí kíp, được. Cái gì? Mở cái rương đi ra được môn nhiều khách mua. Rồi, từ từ, để coi chốt thử vật phẩm lời hay lỗ rồi. Nghiện, nghiện này còn ngại. Đây. Em cũng bùi những cái hạt. Từ từ, rồi Khải chốt vật phẩm rồi. Âm 1460 xu đại ca. Em cứ ghi lên danh sách đây, rồi từ từ anh đưa gì rồi, tới anh đưa. Còn trường chốt, đang chốt ở đây coi. Đây, 3 hộp. Chí ơi, anh có dương bán hít chân đơn, bạch chân đơn không bán là Khải Chí ơi. Nút mất tiêu. Nút rồi. Tiếp rồi. Ok, nút thôi. Đường môn này lương hoạt động nhiều hơn chế con nào anh là đây anh nhóm đi từ rồi nhóm đây để chốt được phẩm cho anh em xem này lời hay lỗ này chơi xô đồ má nó chụp chúng ý mẹ từ đêm lắm không có đọc gì cho thì em lấy ok lấy 5 can mà sao lấy giữ anh 10 can rồi hả tiến 5 can đây cho anh em xem rồi chốt hết cái này rương rồi mình bỏ này bỏ vô nên nó khỏi bị chặt rương đó nè. Rồi chắc đủ vậy. Ok. Mở ra ngựa quá trời luôn. Em coi có ngựa nào khoảng hàng xây con ngựa này đi. Ngựa mới đi. Ngày 20 nè. Là ngày 1 tháng 1 à. Ngày 20 tháng 1 nè. Ok nè. Đó. Dư thêm con ngựa này. Đã cho anh em xem thử lời hay lỗ này. Đây chọc rương. Đầu tiên thì Khải đang nói đến cái hộp đầu tiên. Đó là hộp bí kíp Sơn Hà. Cái hộp này giờ bán ra ngoài thì cũng được khoảng 10 kim cho anh em. 10 kim luôn mà chắc chắn là nếu mà bán Khải nếu mà rẻ được 8 kim đó, nếu mà rẻ sẽ được 8 kim anh em đó, như anh em vừa nói thì mở ra đường môn này nọ thì có giá luôn, nhưng mà Khải nghĩ chắc được Khải bán rồi có thể Khải mua luôn thành thế yên, hoặc là Khải bán thôi, Khải mở thì cũng được thôi, nhưng mà mở nhiều khi ra thiên bang thì nó hơi bị xịt không ai xài, nó đâm ra là bị lộ quá lộ nè. Tầm này nếu mà đỡ để rẻ 5-7 kim thì cũng có người mua đó, trúng giá ít nhất cũng 80 kim. Nói chung là ra cái rương này thấy lời không anh em, tại vì anh Vân này tầm 11 kim thôi, 11 kim thì giờ Khải tính cái rương này nhẹ nhẹ cho anh em là 8 kim thôi.
À, 8 kim. Rồi, cục này 2 không có giá trị vớt. Rồi, còn cục này là 500 xu. Khoảng là cho 8 kim rưỡi đi. Hai con ngựa này là 400 xu, một con 200 xu là 8 kim 9. Tại còn cái cuốn bí kiếm này rất là rẻ nè, cuốn bí kiếm này còn tầm coi nó bán 200 vạn là nhiêu xu ta? 300 xu. 300 xu. Tính ra 8 kim 9 với cái này 300 xu là 9 kim 2. Cục tinh hồng này 50 xu. Tinh hồng này 50 xu là 9250. Đó. Rồi cái cục cái càng khôn này 2 kim nha anh em. Càng khôn này bèo bèo 2 kim nha. Là 11. 2 kim là 11. 9250 này cộng cho 2 kim này. Đó, 11 kim 2. Cái này 100 xu, 200 xu đó. Cho anh em cũng được, tầm này 100 xu, 200 xu thôi nè. 200 xu. Rồi, năm lệnh bài boss đặc biệt là mỗi con là 130 nhân nhân 5. Thì Khải sẽ có bao nhiêu ta? 130 nhân nhân 5 thì Khải sẽ được 650 cộng 650 lệnh bài đặc biệt này. Đó, 5 cái này. Là Khải đã được 12 kim 1 rồi. 4 bình tiên thổ lộ đặc biệt. 4 bình tiên thổ lộ đặc biệt thì nó khoảng tầm 150 một bình. Thì cộng cho 600 xu nữa. 12 kim 7. Cộng 2 lệnh bài bình bài bất đại nó bán 600 xu nè. Nó mua 600 xu nè, đây nè. 600 xu một cái đó. Thấy chưa? 600 xu một cái, hai cái cộng 1 kim 2. Rồi. Một bộ lách. Bộ lách này nè, bộ lách này. Đó, 500 xu. Em vừa cái lần này ngon, con này thì đỏ. 14 kim 400 rồi. Cộng với ba cái vật phẩm kỹ năng này, một cái khoảng 400 xu. Cộng kim 2 15 xu. Rồi ok, đó. Nói chung là bỏ hết là khoảng 10 bỏ ra hết là khoảng 11 kim, thu lại được khoảng tầm 15 kim anh em. Nói chung là ok rồi. Rồi, ở video này thì anh em mình khá là hơn anh em ơi. Hiện tại là cái này là đắt giá nhất anh em, chỉ chú trọng vào cái này thôi, còn mấy món kia đồ kia thì tích tích gió thành bão thôi. Nhưng mà cộng lại thì cũng không lỗ gì mấy nè. Nói chung là lời được kinh nghiệm khá là nhiều. Đó, quá chắc chưa? Rồi anh em xem thì đừng cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi. Cảm ơn em đã xem video rất nhiều nha, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi mỗi video từ kênh của Khải nữa nha. Cảm ơn em rất là nhiều.